Rồi chuẩn bị, tất cả sẵn sàng, 1 phút 30 giây để xóa đi số nợ 2 triệu rưỡi của vòng 2. Bắt đầu rồi, ta cấy đi. Cấy đi chị, cấy đi. Đúng rồi. Cấy đi càng nhanh càng tốt. Cấy dày vào. Cấy tất cả số mã luôn. Nhanh lên. Càng nhanh càng tốt. Cố lên. Đồng hồ vẫn đang chạy và công việc vẫn cứ tiến hành. Chúng ta chờ xem. Lấy mã đi, lấy mã. Vuốt mã thẳng lên con gái ơi. Chúng ta vuốt tất cả những cây mã thẳng lên. Đứng dậy, vuốt mã thẳng lên. Rồi, như anh chạy qua vuốt mã thẳng lên. Nhanh lên. Rất là căng thẳng và hồi hộp ở vòng 2 này. Càng nhanh càng tốt, nhanh lên. Cố lên. Lấy mã,